Nga chiếm thêm thành trì, tiến vào Chasovia. UAV biến tiền tuyến trong chiến sự Nga-Ukraine thành vùng chết chóc. Tổng thống Ukraine bình luận về cuộc tấn công trả đũa Israel của Iran. Mỹ tuyên bố không tham gia cùng Israel trả đũa Iran. Trung Quốc kêu gọi tránh leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Kênh Roi 3 cho biết, tại Bakhmut, các cuộc đụng độ đã xảy ra tại tiểu khu Kanan ở ngoại ô phía đông Chasovia. Quân đội Nga đã đánh sập thành trì của Ukraine ở khu vực Stupki, Golubovsky. Kênh Military Summary xác nhận, binh sĩ Nga đã chiếm được toàn bộ hàng cây và công sự ở phía đông thành phố. Tiền tuyến đang đi dọc theo tòa nhà đầu tiên của tiểu khu Kanan. Kênh RV Voenko cho biết, bên sườn Chasovia, lữ đoàn cơ giới cận vệ độc lập số 200 thuộc quân khu Leningrad, sau khi giành quyền kiểm soát Bagdanovka, đã tiến đến Kalinovka và tiếp tục tích cực tiêu diệt vũ khí và nhân sự của đối phương. Ngoài ra, trong khoảng thời gian gần đây, trong khi hỗ trợ cuộc tấn công của các nhóm xung kích, trinh sát Nga cũng đã xác định được bộ binh Ukraine, sau đó chỉ thị mục tiêu cho máy bay không người lái ban đêm tấn công. Kênh RV Voenko đưa tin, Nga đang chuẩn bị bao vây Rabotino, tấn công từ hướng Vyborovye. Kênh Dizhest của Ukraine cũng cho biết, đang có các trận chiến ở khu vực phía nam của ngôi làng. Ngoài ra, theo bản đồ của kênh này, vòng vây của Nga đang siết chặt nhiều mũi xung kích đột phá từ phía Tây. Nếu điều tương tự xảy ra ở phía Đông, việc phòng thủ của ngôi làng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Trước đó, vài ngày các nhà phân tích quân sự Ukraine dựa trên các cảnh quay đã được định vị địa lý cho biết, ở phía nam Rabotino, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công dọc theo đường Senskaya và Mira. Kênh Roi 3 cho biết, tại khu vực Zaporizhia, giao tranh vẫn tiếp diễn ở Rabotino. Do đó, Ukraine đã chuẩn bị sẵn xe bọc thép dự bị để giữ vị trí và cản trở bước tiến của quân Nga. Theo Washington Post, quân nhân Nga và Ukraine giờ đây rất khó di chuyển trên tiền tuyến mà không bị phát hiện và tấn công. Lý do chính dẫn tới tình trạng này là cả hai bên đều triển khai UAV dày đặc để theo dõi đường đi nước bước của phía còn lại và sẵn sàng tấn công. Vì vậy, binh sĩ hai bên giờ đây không còn cách nào khác là lao từ công sự này sang công sự khác, hy vọng người điều khiển UAV của đối phương không đủ kỹ năng để tìm thấy họ bên trong phòng tuyến. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sống sót, vì những người điều khiển UAV chuyên nghiệp có thể bám theo một người lính bộ binh vào tận nơi họ ẩn náu để tấn công. Được biết, máy bay không người lái giá rẻ được triển khai ở Ukraine đã thay đổi phương pháp tác chiến trong tương lai. Hiện tại, cả hai bên đều đầu tư nguồn lực lớn để sản xuất những UAV này. Với sự xuất hiện dày đặc của UAV, đặc biệt khi nhiều chiếc có cả camera tầm nhiệt hoạt động vào ban đêm, không gian mà các binh sĩ có thể di chuyển an toàn đang thu hẹp lại. Trước tình hình đó, kết hợp với các bãi mìn rộng lớn và tình trạng thiếu binh sĩ cùng đạn dược, khiến cho Ukraine khó có thể tiến hành chiến dịch phản công, giành lại lãnh thổ như năm 2022. Tờ Pravda ngày 15 tháng 4 đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Mỹ hỗ trợ các đồng minh sau cuộc tấn công của Iran vào Israel, đồng thời cũng cho biết Kyiv cần giúp đỡ để chống các mối đe dọa từ trên không, giống như Israel đã làm. Trong một bình luận trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky tuyên bố, Ukraine phản đối Iran dùng máy bay không người lái và tên lửa tấn công Israel. Chúng tôi ở Ukraine hiểu rất rõ nỗi kinh hoàng của các cuộc tấn công tương tự. Nhân dịp này, ông Zelensky một lần nữa kêu gọi Quốc hội Mỹ phê duyệt gói viện trợ quan trọng đã bị chặn trong nhiều tháng do tranh cãi chính trị. Theo hãng tin Reuters cho biết, lực lượng Ukraine đang phải đối mặt với những cuộc tấn công mới từ quân đội Nga ở phía đông và các cuộc tấn công hàng ngày vào các thành phố cơ sở hạ tầng. Được biết, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson hôm 14 tháng 4 cho biết, ông sẽ nỗ lực đảm bảo việc chuyển viện trợ cho Israel trong tuần này sau cuộc tấn công của Iran. Nhưng ông Johnson không nói liệu luật này có bao gồm hỗ trợ cho Ukraine và các đồng minh khác hay không. Tiếp tục bản tin sẽ là một số tin tức quốc tế đáng chú ý về xung đột ở Trung Đông. Quân đội Israel vừa qua đã công bố video ghi lại cảnh các máy bay chiến đấu của họ đánh chặn các máy bay không người lái và tên lửa hành trình phóng từ Iran về phía Israel. Trong đoạn video do quân đội Israel công bố vào hôm 14 tháng 4, người ta thấy máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Iran bị khóa mục tiêu trước khi bị tiêu diệt, cùng báo cáo của phi công rằng mục tiêu đã bị bắn hạ.
Tối ngày 13 tháng 4, Iran đã phóng hàng loạt máy bay không người lái có chất nổ và bắn tên lửa vào Israel nhằm trả đũa vụ tấn công phá hủy tòa nhà lãnh sự trong Đại sứ quán Iran ở Syria hôm 1 tháng 4, làm 7 thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Tới nay, Israel chưa xác nhận hay phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công phá hủy tòa nhà lãnh sự trong Đại sứ quán Iran ở Syria hôm 1 tháng 4. Sau cuộc tấn công trả đũa của Iran bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa hành trình vào tối 13 tháng 4, quân đội Israel đã công bố những hình ảnh cho thấy một số thiệt hại tại nước này. Cụ thể, trong đoạn video do quân đội Israel công bố hôm 15 tháng 4, một hố sâu đã được tạo ra trong căn cứ không quân Nevatim và các nhân viên đang sử dụng máy ủi, máy xúc mà xe gạt để lấp hố. Cũng trong đoạn video này, người ta còn thấy một con đường ở khu vực Hermon bị hư hại, cùng hình ảnh bản đồ về các tuyến đường phóng tên lửa, máy bay không người lái của Iran và lãnh thổ Israel, với ghi chú rằng 99% trong số đó đã bị chặn. Theo hãng Reuters đưa tin, mối nguy về một cuộc chiến công khai nổ ra giữa hai nước vốn là kẻ thù chuyên kiếp ở Trung Đông và việc Mỹ có thể bị kéo vào cuộc chiến đã khiến khu vực rơi vào tình thế nguy hiểm, làm dấy lên những lời kêu gọi kiềm chế từ các cường quốc trên toàn cầu và từ các quốc gia Ả Rập. Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden đã nói với Thủ tướng Israel rằng Mỹ sẽ không tham gia bất kỳ cuộc phản công nào của Israel nhằm đáp trả Iran về đợt tấn công lớn vào đêm 13 tháng 4. Không dừng lại ở đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cũng đã nói chuyện với các đối tác gồm Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Jordani, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh leo thang, nêu tầm quan trọng của việc phối hợp phản ứng ngoại giao và khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Israel về quốc phòng. Israel vừa qua tuyên bố nước này đã tự vệ thành công trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa mà Iran thực hiện vào tối ngày 13 tháng 4 theo giờ địa phương, nhưng với chi phí không hề nhỏ. Theo đài RT cho biết, chuẩn tướng Israel Reem Aminoach ngày 14 tháng 4 đã tiết lộ với hãng truyền thông Inet News rằng để đối phó với cuộc tấn công của Iran, nước này đã sử dụng các tên lửa đánh chặn, nhiên liệu máy bay và các thiết bị khác trị giá tổng cộng khoảng 1,06 tỷ đến 1,33 tỷ đô la Mỹ. Ước tính này chỉ bao gồm chi phí trực tiếp của Israel, không tính số lượng vũ khí đáng kể mà Mỹ và các đồng minh khác đã dùng để hỗ trợ Israel chống cuộc tấn công. Ông Aminoach cũng tiết lộ Israel đã sử dụng các loại vũ khí như tên lửa đánh chặn Arrow và David Sling, có giá mỗi chiếc lần lượt khoảng 3,5 triệu đô la Mỹ và 1 triệu đô la Mỹ. Ông cũng tính cả chi phí xuất kích của các máy bay chiến đấu tham gia bắn hạ máy bay không người lái của Iran. Theo vị tướng này, nếu Israel chủ động tấn công thì chi phí sẽ rẻ hơn nhiều so với chi phí bỏ ra để tự vệ. Ngày 14 tháng 4, phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Israel, đại biện lâm thời của Phái đoàn Thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Đới Bình đã kêu gọi các bên liên quan bình tĩnh và kiềm chế, tránh để căng thẳng tiếp tục leo thang. Ông Đới Bình cho biết Trung Quốc quan ngại sâu sắc trước sự leo thang căng thẳng xảy ra giữa Iran và Israel. Đại diện của phía Trung Quốc cho rằng vụ không kích vào Đại sứ quán Iran tại Syria hôm 1 tháng 4 khiến nhiều người thương vong và các tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng là hành vi vi phạm nghiêm trọng hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, xâm phạm cả chủ quyền của Syria lẫn Iran và có tính chất cực kỳ nghiêm trọng. Tuy nhiên, Bắc Kinh cho biết việc Iran tuyên bố hành động quân sự là sự đáp trả cuộc tấn công của Israel vào cơ sở ngoại giao nước này tại Syria, có thể coi là vấn đề giữa hai bên đã được giải quyết cho đến thời điểm này. Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan giữ bình tĩnh và kiềm chế tối đa, giải quyết bất đồng và tranh chấp theo tôn chỉ của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, tránh để tình hình leo thang căng thẳng hơn nữa. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Từng bị đối thủ Cộng hòa Donald Trump dẫn trước với cách biệt lớn thời gian dài. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đang thu hẹp khoảng cách, thậm chí vượt lên dẫn trước trong các khảo sát dư luận. Theo khảo sát công bố cuối tuần qua của New York Times, Siena Collis, tỷ lệ ủng hộ ông Biden hiện là 45%, trong khi tỷ lệ ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump là 46%. Cách đó hơn một tháng, ông Trump dẫn trước 4-5 điểm. Nhiều cuộc thăm dò mới cũng cho thấy chiến dịch tranh cử của ông Biden đang có thêm tín hiệu tích cực. Thậm chí, theo khảo sát công bố cuối tháng trước của Reuters và IPSOS, trong số gần 1.000 cử tri đăng ký, khoảng 41% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden nếu bầu cử diễn ra ngay hôm nay. Tỷ lệ này là 37% đối với ông Trump. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đang gặp trở ngại do những rắc rối pháp lý của ông. Ông có thể sẽ phải tạm dừng các hoạt động vận động tranh cử trong 6 tuần tới khi phải dự các phiên tòa hình sự ở New York. Ông Biden và ông Trump đã nắm chắc trở thành các ứng viên đại diện Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Đây sẽ là lần đầu tiên trong vòng 70 năm qua, cuộc đua vào Nhà Trắng diễn ra giữa một Tổng thống đương nhiệm và một cựu Tổng thống.
Liên quan đến tình hình viện trợ cho Ukraine, chính quyền Kiev cho biết họ cần 25 hệ thống Patriot để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Kiev biết những nước nào sở hữu hệ thống phòng không này, nhưng việc thuyết phục họ cung cấp không phải là điều dễ dàng. Hệ thống phòng không Patriot được quảng cáo là một trong những hệ thống tốt nhất hiện có, dựa trên hiệu suất thử nghiệm từ rất lâu trước khi nó được đưa vào sử dụng. Những khẩu đội đầu tiên được lực lượng Mỹ triển khai vào giữa những năm 1980 và trong chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất. Chúng đã phát huy hiệu quả trước mối đe dọa từ tên lửa Scud của Iraq. Kể từ đó, hệ thống Patriot đã phát triển, được hiện đại hóa và nâng cấp khi mối đe dọa ngày càng trở nên tiên tiến hơn về mặt công nghệ. Ukraine hiện có ít nhất 3 khẩu đội Patriot được nhận vào năm 2023. Hệ thống Patriot đã được sử dụng thành công trong phòng thủ, chống lại mọi kiểu tấn công trên không, bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và thậm chí cả tên lửa siêu thanh. Điểm mấu chốt là Ukraine không có đủ bệ phóng cũng như tên lửa phòng không để tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn công tên lửa của Nga với cường độ hiện tại. Theo bảng danh sách được Kiev Post đăng tải, trong số những nước hiện có hệ thống Patriot có Mỹ, Đức, Hy Lạp, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Maroc, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordani, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Nhật Bản. Thuyết phục bất kỳ quốc gia nào đồng ý cung cấp Patriot cho Ukraine cũng sẽ là một thách thức. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng ông và nhóm của ông đã xác định được 100 hệ thống Patriot đang được cất giữ trên toàn thế giới. Ông cũng xác nhận các cuộc đàm phán tích cực đang được tiến hành với các đồng minh về việc mua 2 hệ thống phòng không Patriot và 1 hệ thống SAM-BT. Mặc dù ông Kuleba không nêu tên những đồng minh đó, nhưng các quan chức am hiểu về các cuộc thảo luận đã nói với Financial Times rằng Ukraine đang đàm phán với Ba Lan và Tây Ban Nha về một khẩu đội Patriot từ mỗi nước và với Romania về hệ thống SAM-BT do Pháp và Italy sản xuất. Nếu các quốc gia đang triển khai Patriot sẵn sàng chuyển cho chúng tôi, chỉ mất một tuần chúng tôi sẽ nhận được chúng, ông Kuleba nói. Raytheon, nhà thiết kế và chế tạo hệ thống Patriot cho biết họ đã chuyển hơn 240 đơn vị hỏa lực của hệ thống này tới 19 quốc gia. Một số hệ thống Patriot sản xuất trong năm 2024 được dành để thay thế cho những hệ thống mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine. Chúng cũng có thể là một lựa chọn cho bất kỳ quốc gia nào sẵn sàng chuyển giao các hệ thống Patriot sẵn có trong kho của mình cho Kiev. Điểm hấp dẫn là sẽ đổi cũ lấy mới, vốn là cơ sở cho nhiều khoản quyên góp thiết bị trước đây cho Ukraine trong suốt 2 năm kể từ khi xung đột với Nga bùng phát. Các nước châu Âu cho biết họ không có kế hoạch gửi thêm hệ thống phòng không tới Ukraine với lý do cần duy trì năng lực phòng thủ. Đức đã cung cấp 2 hệ thống Patriot cho Ukraine, nhưng mới đây tuyên bố sẽ không cung cấp thêm. Điều này khiến một số người trong Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo đối lập tức giận. Nghị sĩ Robert Rogen thuộc Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU và là thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Đức nói rằng nước này có thể cung cấp cho Ukraine 2 hệ thống Patriot, nhất là do Ba Lan và Slovakia đã trả lại những hệ thống Berlin đã cho mượn. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tuần trước nói rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra với các đối tác khác ở châu Âu và trên toàn thế giới để tìm các hệ thống Patriot dự phòng. Có nhiều nước trên thế giới có hệ thống Patriot. Họ không muốn cung cấp trực tiếp cho Ukraine mà thông qua bên thứ ba. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đạt được điều đó nhanh nhất có thể, bà Baerbock nói. Bà giải thích rằng các quốc gia NATO ở Đông Âu vẫn có yêu cầu phòng thủ. Do đó, Đức không thể thông báo một cách đơn giản rằng Berlin sẽ điều chuyển các hệ thống phòng không
mà không tham khảo ý kiến với chính phủ các nước đó. Ba Lan cho biết không thể cung cấp cho Ukraine các hệ thống Patriot vào thời điểm nước này đang chờ nhận sau khi Washington hồi tháng 6 năm 2023 thông qua đơn hàng 15 tỷ đô la Mỹ mua hệ thống này và các thiết bị liên quan. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm 11 tháng 4 cũng loại trừ khả năng cung cấp hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine. Thay vào đó, ông cho biết có khả năng sẽ chuyển thêm các tên lửa Liên Xô cũ cho Kiev, nhưng không nói rõ tên lửa nào hay số lượng. Ở Ba Lan, chúng tôi mới bắt đầu xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Hệ thống này ở Ba Lan vẫn chưa sẵn sàng nên chúng tôi không có gì để viện trợ. Cho dù chúng tôi muốn làm như vậy, ông Duda nhấn mạnh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12 tháng 4 cho rằng các đồng minh phương Tây đang nhắm mắt làm ngơ sau khi nhà máy điện lớn nhất vùng Kiev bị phá hủy trong cuộc tập kích của Nga. Ông nói rằng Ukraine đã rơi vào một thông lệ khi hứng chịu các cuộc không kích của Nga và sau đó kêu gọi hỗ trợ về phòng không từ các đối tác phương Tây. Họ đã cung cấp nhưng không thực hiện. Tên lửa đang tấn công mỗi ngày và mỗi ngày chúng tôi đều nghe tin Ukraine sẽ nhận được các hệ thống phòng không mới. Thực tế sau cùng phải đi đôi với lời nói, ông Zelensky nhấn mạnh. Quý vị vừa xem chương trình Toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh YouTube của Báo Điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.